số chuyện vui liên quan đến những tràng thực phẩm. Khi mà mình vừa đặt trong nước nhập thì đã là mùa đông, và lúc đó thì rau quả trái cây cực kỳ là mắc, nhưng mà không có điều kiện nếu mà mua loại khá là ở hiệu thuốc, có bán nhiều loại bột rau, bột bổ sung chất xơ. Cho nên là có nhiều bạn bè thì nguyên chúng mình sống ở Tokyo thì bữa nay cũng thấy là họ không có mua rau, nhưng đôi khi mình mua trái cây hay là ăn rau thì họ cũng muốn giữ được bột rau như vậy, và dùng thêm rất nhiều thực phẩm chức năng khác như là bột cá, bổ não, cũng không chỉ nhớ và nhiều cái thực phẩm chất dinh dưỡng khác. Nhưng gần đây thì có một chuyện khá là buồn cười, đó là lòng công ty mình có mở một cơ sở chế biến bánh cookie có chức năng là tốt cho tiêu hóa và giúp đỡ tràng. Thì hôm đó chị sếp ở công ty có tới hỏi bọn mình là trong số bọn mình có ai bị táo bón không. Lúc đó thì mọi người không có ai trả lời, mình thấy không ai nói chuyện, mình nói mình có, không phải là mình có nhưng mà tò mò để coi thử là nó có gì vậy. Thì sau đó chị có đưa cho mình một cái bánh này. Trong cái hai hộp bánh tìm được một tờ giấy. Sau khi đọc cái tờ này thì mình mới hiểu là cái này là ở cơ sở họ muốn gửi để cho người ta dùng thử sản phẩm. Hai hộp bánh này là gì, có liều lượng ăn như là uống thuốc vậy. Trong một 7 ngày, ngày đầu tiên ăn 3 miếng, thứ hai 6 miếng, ngày thứ ba 9 miếng, ngày thứ tư nghỉ, ngày 5, 6, 7 là lại như vậy. Và sau đó thì sẽ được một tuần trả lời cái article này để xem hiệu quả của nó. Thì ăn hộp bánh đựng trong hộp giấy, ở trong thì có những bánh cookie là bánh nướng nhỏ nhỏ như thế này, đó là 3 miếng này. Ngày đầu tiên mình đã ăn 3 miếng rồi. Thì mình sẽ ăn đúng như cái điều lượng trong này, nó xem thử là điều kiện nó tốt hơn không. Thì trong ăn cái cổ nó cũng có hỏi là phân có mềm hơn không, ví dụ có dễ dàng hơn không. Thì nó cũng buồn cười. Vì những cái bánh này thì mình có liên tưởng đến những cái thực phẩm rau, những cái thực phẩm chức năng ở Nhật á. Mình có nhìn thử là bột tảo spirulina, và cũng có cái bột rau này nữa. Cái này bây giờ là sữa rau, ở trong cái bột rau trộn lẫn với bột sữa để mình uống cho nó đỡ ngán á, cho nó dễ uống á, cũng như cái người uống á. Thì năm mình nó sẽ có giờ ở Nhật thì mình có nghĩ tới ở Việt Nam. Thế như mình thấy thì ở Nhật này rau với cá mọc dại trên núi rất là nhiều, cứ đi lên núi là thấy hai bên đường toàn là rau với cá dây nhiều lắm. Mình cũng có lần mình hái về để mà xay uống với cả ăn sống nữa. Thì nhớ là ngày xưa có lần mình làm công việc ngồi hơi nhiều thì cũng có bị táo bón. Thế sau đó mình đi ra hiệu thuốc thì các cô sĩ tư vấn cho mình là uống cái viên nén. Trong viên nén nó có hai thành phần, đó là cao khô rau má và cao khô bí cá, và họ xây thành bộ miếng mà ép thành bộ viên thì tròn tròn nhỏ như này. Mình uống cái đó nó tốt, mình thấy cũng có tác dụng tốt. Giờ nghĩ nó rau bí cá bọc dại này, mình nghĩ đến Việt Nam cũng là rau mà nó trồng rất là dễ, là xanh tươi, xanh đất đai màu mỡ tốt, tại sao mình không tận dụng cái đó. Mình cũng phơi khô và xay nhuyễn để cái biến thành những bột rau như thế này, là như dưới đất thì đặt là trà xanh vậy. Thì mình nghĩ cũng sẽ là sản phẩm mới và tốt cho người dân. Biết đâu giờ mình sẽ là thử mình sẽ chế tạo cái sản phẩm này mấy ngày không chân mình thấy vui vậy thôi. Mình ở Việt Nam thì rau quả rất là rẻ, rất là đa dạng, cho nên các bạn nhớ ăn nhiều rau. Không những là tốt cho tiêu hóa hiện tại mà mình cũng muốn tặng cho bạn, mình cũng sẽ rất khỏe khi mình về ra. Sống thì mình không cần phải sống lâu nhưng mà phải khỏe.